nó gồm có những này cánh gà nướng siêu cay này. Đấy, còn cánh gà nướng không cay thì đang nướng kia chắc tí là xong. Đấy, canh rau cải đắng này. Đấy, ngao hấp này. Đấy, ui dồi. Đấy, ngao hấp này mùi thơm dậy lắm các bạn. Ngon. Này, bia này. Làm cốc bia nữa, uống cho nó hợp với cả cánh gà nướng siêu cay. Đấy. Ngon lắm rồi. Mình bảo bạn nhá. Đúng thật, cực kỳ ngon luôn các bạn. Vâng, thì để chuẩn bị cái món cánh gà nướng này thì các bạn chuẩn bị cho mình những nguyên liệu như sau. Một là cánh gà. Cánh gà thì các bạn mua cho mình khoảng 800 g. Ở đây là mình hôm nay ấy, là mình chia ra 2 khẩu phần ăn nhé. Cho nên là mình sẽ nướng một cái siêu cay và một cái là không siêu cay. Cho nên là mình sẽ làm ra chế biến thành 2 món. Một cái loại siêu cay và loại không siêu cay. Thì cái nguyên liệu thứ nhất là cánh gà này. Cánh gà thì các bạn chuẩn bị cho mình 800 g này. Cái thứ hai là sả băm này. Sả băm các bạn chuẩn bị cho mình khoảng tầm 4 cây sả các bạn băm băm nhuyễn này. Tỏi này. Tỏi các bạn cho mình khoảng tầm nửa củ tỏi và 3 củ hành khô các bạn băm nhuyễn nhá. Ớt thì ở đây mình đang chuẩn bị, bởi vì mình hôm nay mình làm siêu cay rồi, thì mình chuẩn bị khoảng tầm 3 quả ớt băm nhuyễn nhá. Đấy. Tiếp đấy là các bạn chuẩn bị cho mình khoảng hai thìa mật ong, hai thìa canh to, một ca mật ong nhá. Đấy. Thì tiếp theo nữa không thể thiếu là cái sa tế nhá. Sa tế nhé. Đấy. Thì tiếp theo nữa là bột canh này. Đấy. À, nước mắm. Thì công đoạn ướp chúng ta thì như sau. Bởi vì đây mình đang chia thành 2 khẩu phần ăn, cho nên là mình sẽ ướp tỏi này. Sả này. Với cả hành. Một ít vào đây này. Còn lại mình sẽ cho hết vào siêu cay nhé. Đấy. Đấy, thì các bạn làm này, các bạn có nhiều bạn là các bạn không ăn được cay, các bạn vẫn ăn được. Bột canh các bạn cho mình 2 thìa bột canh nhé. Bên này nó mình cho ít nữa. Mắm các bạn cho mình 1 thìa mắm, bởi vì gia vị này sau này mình cần phải chấm cơ. 1 thìa mắm nhé. Sa tế này. Bên này mình cho một ít sa tế, vì gà nướng nó có tí sa tế rất ngon. Sa tế bên này cho nhiều. Bên này bạn cho ba thìa sa tế nhé. Còn bên này chỉ cần 1 thìa thôi.
Ừ, chưa có mật ong rồi. Mật ong các bạn cho mình 2 thìa ở đây này. Bạn đảo đều cho mình nhé. Cái này các bạn sẽ ướp cho mình trong vòng 30 phút. Nếu mà bạn nào có thời gian thì các bạn ướp càng lâu càng tốt, để cái đồ nướng của chúng ta ấy, càng lâu thì nó càng ngon nhé. Khi ướp lên rồi đã thấy nồng mùi ngon rồi các bạn, thơm lắm. Trong cái thời gian mà mình đã ướp đã xong rồi đấy, thì các bạn là chuẩn bị nó nướng cho mình nhé. Các bạn ướp trong vòng 30 phút nhé. Rồi, mình đã đi mình chuẩn bị nó nướng. Đây các bạn nhé, thì sau khi mà cánh gà các bạn đã ướp khoảng tầm 30 phút ấy, thì các bạn mình có thể tiến hành nướng nhé. Đây mình làm, bây giờ mình làm 2 khẩu phần, một khẩu phần là siêu cay, một khẩu phần là không siêu cay. Đấy thì chúng ta đã chuẩn bị lò nướng này. Đấy, nó nướng của mình không 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 để, nếu mà để mà nó nhanh chín ấy, thì mình bọc giấy bạc ở cái khay dưới này nhé. Đấy, thì nó sẽ chín đều hơn. Đấy, chúng ta xếp vào gia vị ra nướng này. Ngon quá này. Này thì nó nướng chín lên thì thôi rồi các bạn. Ai mà thích ăn cánh gà nướng mà nướng kiểu này ngon lắm. Mình nướng cay trước các bạn nhé. Hết cái cay các bạn nhìn. Nhìn ngon. Cây này mình nướng trước các bạn nha. Đây các bạn nhìn rõ. Đây mình sẽ quay gần vào để các bạn nhìn rõ nha. Đây. Đây. Úi dồi ôi, ngon lắm rồi. Đây, các bạn nhìn thấy không? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành nướng nhá. Nướng này nếu mà với đối với cái lò nướng này, các bạn nướng ở cho mình trong vòng 15 phút thì sao các bạn lại dở lên một lần, 15 phút lại dở lên một lần. Đấy, các bạn nướng ở nhiệt độ là 225 độ C nhá. Đấy, mình sẽ bật 225 độ C vòng 15 phút nhé. Ui, đấy, các bạn nhìn thấy không? Lò nướng của mình nó lại hơi ấy tí. Đấy, các bạn nhìn. Đấy. Nướng này cứ 15 phút các bạn dở lên một lần nhá. Với các lò nướng thì các bạn cũng có thể đặt thời gian như thế, dở trên, dở dưới. Ok các bạn nhá, thì trong lúc mà chờ cái gà nướng này thì mình sẽ đi vào tiếp tục vào trong bếp để xem là chúng ta còn có những cái món gì nữa nhá. Mình sẽ đi tiếp tục đi vào bếp.
Nào, quay trở vào trong bếp xem hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn mà mình sẽ ăn những món gì nhé. Đây, đây là canh canh suông rau cải này. Đây. Đây là cái món ngao hấp này. Cái món ngao hấp này tí nữa mình cũng sẽ giới thiệu qua cho các bạn về cách chế biến nó nhé. Thì các nguyên liệu chủ yếu nó cũng chỉ có ngao này, sả này, gừng này, với cả vài nhánh ớt thôi. Nhưng mà để tí nữa pha chế như thế nào cho ngon ấy, thì chút nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách mà làm cái pha chế mà để cho đun ngao lên nó rất chi là nó ngon nhé. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ quay trở ra với tiếp tục với món gà nướng siêu cay của chúng ta nhé. Nào, quay trở ra với món gà nướng siêu cay. Ui giời, sau khi đã nướng được 10 phút rồi nha các bạn nha. Đấy, thì chúng ta bỏ ra này. Ui, bây giờ chúng ta đã, đây các bạn nhìn nha. Đấy, nhìn như này thôi. Đấy, các bạn dở lên cho mình nha. Thực sự là mùi là rất chi là thơm các bạn. Thơm không? Ui gì à, từ từ nhanh ăn đéo. Đấy, thì các bạn dở lên rồi nhá. Thì chúng ta vị còn lại này của nước gà các bạn cho lên cho mình cho thấm đều nhé. Rất chi là thơm các bạn. Đấy, các bạn tiếp tục, sau khi bạn dở nha, các bạn tiếp tục bạn bật bếp này. Nướng tiếp cho mình trong vòng 10 phút nữa nha. Muốn ăn lắm á. Ui giời, từ từ. Muốn ăn. Nào, tiếp tục quay trở ra với món canh suông rau cải và món ngao hấp. Cái cải này thì mình không nói nhé, nhưng mà cái ngao hấp thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé cách mà để mà làm ngao đậm đà. Thì đầu tiên ấy, đường bạn cho mình 2 thìa canh đường này. Các bạn cho mình 500 ml nước nhé. Ngao này các bạn hấp thu nhiều nước, 500 ml nước thôi. Nước mắm các bạn cho mình 2 thìa nước mắm nữa. Thì sau khi đấy là các bạn khuấy đều lên cho mình. Các bạn khuấy xong các bạn đổ vào ngao cho mình nhé. Sau các bạn bật bếp. Thì cái ngao này thì khi mà nó chỉ cần sôi độ khoảng tầm 3 phút là các bạn có thể thì bỏ ra dụng rồi, thì các bạn đừng để già quá nó bắt con ngao không ngon nhé. Rồi tiếp tục trở ra với món gà nướng các bạn nhé. Bị tinh tinh rồi, tinh tinh là chín luôn.
Nửa phút nữa mà tinh tinh luôn. Đấy nha các bạn nha, thì sau khi 10 phút rồi này, mình sẽ bỏ ra này. Bây giờ món cánh gà của mình cực kỳ hấp dẫn luôn này. Ui giời. Ui giời. Cứ từ từ. Đấy các bạn nhìn thấy không? Ui giời. Cực kỳ ngon luôn. Đó. Cánh gà này các bạn không nên nướng khô quá các bạn nhé. Nếu mà nướng khô quá thì nó sẽ rất chi là nó không ngon. Đây các bạn nhìn này, đĩa cánh gà của mình nói là ngon thôi rồi luôn. Đấy cánh gà không cay đây. Để mình tiếp tục mình nướng cái cánh gà không cay các bạn nhé. Nhà mình nó có trẻ con nên ra phải nướng thành 2 khẩu phần. Nha các bạn nha, đây là cái món ăn sau khi mình đã chế biến xong tất cả này. Giới thiệu cái bữa cơm ngày hôm nay nó gồm có những này cánh gà nướng siêu cay này. Đấy, còn cánh gà nướng không cay thì đang nướng kia chắc tí là xong. Đấy, canh rau cải đắng này. Đấy, ngao hấp này. Đấy, đấy, ngao hấp này mùi thơm dậy lắm các bạn. Ngon. Này, bia này. Làm cốc bia nữa, uống cho nó hợp với cả cánh gà nướng siêu cay. Đấy. Đấy các bạn nha. Đây các bạn ơi, đây là cái gà nướng siêu cay của mình. Hôm nay mình thử làm món gọi là siêu cay. Thì đây mình thử xem. Ngon lắm rồi. Mình bảo các bạn nhá. Đúng thật. Cực kỳ ngon luôn các bạn. Ta ăn cũng ngon không? Quá ngon nhỉ. Cái một thôi. Thôi, chúc các bạn thành công trong món gà siêu cay này nhá. Thì nhớ like, share, chia sẻ video cho mình có động lực làm những video tiếp theo nhé. Chào các bạn.